Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Gia tăng tình trạng ly hôn trong giới trẻ, tăng cường các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển nhanh của đời sống xã hội, số vụ ly hôn theo đó cũng tăng cao. Điều đáng báo động là tình trạng trẻ hóa ly hôn với số vụ năm sau cao hơn năm trước. Ở Thanh Hóa, trên 70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình mà vợ chồng trẻ trong độ tuổi 20 đến 30. Số vụ ly hôn gia tăng kéo theo nhiều hệ lụy không chỉ cho gia đình mà còn tác động tiêu cực đến toàn xã hội. Theo số liệu của cơ quan chức năng, hàng năm trung bình cả nước có trên 60.000 vụ ly hôn, cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp ly hôn. Xu hướng này tiếp tục tăng ở cả thành phố và nông thôn. Điều đáng nói, 70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ, trong đó có 60% ly hôn sau khi kết hôn từ 1 năm đến 5 năm. Nhiều trường hợp chỉ mới cưới nhau được vài tháng. Tại thành phố Thanh Hóa, mỗi năm, tòa án thụ lý và giải quyết hàng nghìn vụ ly hôn, con số này gia tăng cao hơn trong 2 năm trở lại đây. Riêng năm 2021, số vụ ly hôn mà Tòa án Nhân dân thành phố tiếp nhận tăng gần 100 vụ so với năm liền kề. Trong đó có đến 80% các vụ án ly hôn là của các cặp vợ chồng từ 20 đến 28 tuổi. Chúng tôi thấy là cái tình trạng giới trẻ là đa số tuổi là từ khoảng đầu 85 cho đến 90, 93 gì đấy là rất nhiều, đa số trẻ. Mà các báo cáo là từ cái mâu thuẫn rất nhỏ trong gia đình hay từ cái tôi rất là lớn, không có, mặc dù chúng tôi đã có những cái nhiều lần và một đến hai, có thể thậm chí đến ba lần để khuyên hoặc là mình có cái là hòa giải bằng cái nhiều mặt, bằng cái lý trí, bằng tình cảm, rồi bằng cái đưa hết tất cả cái nhân chứng của những cái việc mà không tốt cho sau này, nhưng các cháu vẫn cái tôi rất lớn và có thể là trong cái giới trẻ này nó chỉ một cái do mâu thuẫn rất nhỏ, không phải vì một cái gì lớn mà vẫn cứ rất nhiều lần mà không đạt, mà cứ yêu cầu là, mà đa số là lại yêu cầu thuận tình ly hôn chứ không có một phía. Theo số liệu của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nếu như năm 2017 toàn tỉnh thụ lý và giải quyết trên 4.000 vụ ly hôn, thì đến năm 2022, số vụ ly hôn đã tăng lên gần gấp đôi. Nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình chiếm khoảng 70%, bạo lực ngược đãi chiếm khoảng 3,4%, ma túy cờ bạc khoảng 8,9%, mâu thuẫn về kinh tế và các nguyên nhân khác khoảng 18-20%. Có thể nói, căn nguyên sâu xa của vấn đề này thường do người trong cuộc không có sự chuẩn bị tốt về kiến thức hôn nhân nên khi phải tự lo cho cuộc sống mới của mình, điều kiện kinh tế chưa bảo đảm, gánh nặng cuộc sống dẫn đến mâu thuẫn không thể giải quyết. Hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Sau những cuộc hôn nhân không thành là những đứa con vô tội phải sống trong cảnh thiếu tình thương và sự chăm sóc nuôi dưỡng của cha hoặc mẹ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày một gia tăng. Việc ly hôn là hiện nay là chiếm một tỷ số rất lớn. Nhưng với cái hậu quả để lại cho xã hội thì ngoài những hậu quả cho chính bản thân của cái giới trẻ đấy, nó phá vỡ cái nền tảng gia đình là truyền thống, thì cái hậu quả lớn nhất là để lại cho những đứa con, cái hệ lụy của những đứa trẻ sau này, các cháu rất là tự ti khi đi ra xã hội, về thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình, và cái suy nghĩ của các cháu nhiều khi nó ảnh hưởng rất lớn, và có một số cháu thì sau này nó trở thành mầm mống của tội phạm. Nhằm hàn gắn và giảm tỷ lệ các cặp đôi ly hôn, từ năm 2021, Tòa án tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thành lập trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án. Sau hơn một năm hoạt động, các trung tâm hòa giải, đối thoại đã cho thấy những hiệu quả trong bước đầu triển khai thực hiện. Thông qua hòa giải, nhiều vụ việc đã được giải quyết thuận tình, không xảy ra tranh chấp, một số cặp đôi đã rút đơn ly hôn, quay trở lại hàn gắn, vun đắp hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ hòa giải thành lập giúp các cặp đôi trở về đoàn tụ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các vụ ly hôn hiện nay. Tác dụng rất lớn ở chỗ là giải quyết được cái mâu thuẫn, cái tranh chấp nhân dân thông qua cái hòa giải. Đã tốn kém tiền của nhà nước và cái mất công đi lại của công dân. Hiện nay
thì tâm lý một số đương sự đến là đặc biệt là vấn đề là ly hôn ở giới trẻ mà làm ở khu là công nhân khu công nghiệp, họ không có thời gian để mà tham gia hòa giải thoại, chúng tôi hướng dẫn nhưng họ cương quyết họ từ chối. Tôi cũng thực tế từ chối, họ từ chối cũng nhiều nên là cái số lượng mà để hòa giải viên hòa giải cũng không được nhiều. Nhằm giảm thiểu tình trạng ly hôn, Thiết nghĩ các cặp vợ chồng trẻ cần tăng cường học hỏi, trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần có sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc, tăng cường công tác hòa giải để các cặp vợ chồng có cơ hội trở lại đoàn tụ, hạn chế những hậu quả về xã hội sau ly hôn, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của dịch bệnh COVID-19 và một số thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội những tháng đầu năm 2022, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm so với cuối năm 2021. Cùng với đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội giải quyết bảo hiểm xã hội một lần tăng mạnh. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi các ngành, các địa phương cần phải tăng cường các giải pháp để giữ vững và phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh lâu dài. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, thêm vào đó, mức xã hội tự nguyện được điều chỉnh tăng theo mức chuẩn nghèo. Theo đó, mức đóng tối thiểu được điều chỉnh tăng. Do vậy, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Thạch Thành đã ghi nhận nhiều trường hợp xin dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do không đáp ứng được mức đóng hàng tháng. Việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Chúng tôi cũng chưa đủ điều kiện để tham gia thì... Bây giờ mới được các anh, các chị tuyên truyền thì chúng tôi có thể cố gắng để tham gia. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Trong đó, tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội như đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền để phù hợp với các đối tượng khác nhau, làm tốt công tác dân vận. Trước tiên là đối với cán bộ chuyên trách thôn, bản và người uy tín trong cộng đồng. Đặc biệt, tập trung vào nhóm đối tượng tiềm năng như hộ nông dân, thành viên hợp tác xã có khả năng tham gia. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các địa phương đã xác định công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Thì trong công tác tuyên truyền thì Bảo hiểm xã hội huyện thì cũng đã tuyên truyền vận động người dân là về cái mức thay đổi này để người dân là không bị sốc khi mà thay đổi cái mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ hai nữa là trong ngay những cái giai đoạn đầu năm 2022 thì Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành thì luôn luôn bám sát với các đại lý thu và chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động những người là đã đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là biết được là cái mức thay đổi này thì nó có hai cái mặt. Thứ nhất là người dân sẽ đóng cao hơn. Đấy, nhưng mà cái lợi của họ là đóng cao thì sau này cái mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân nó cũng sẽ cao lên. Và trong cái mức chuẩn nghèo tăng lên thì nhà nước hỗ trợ cho người dân cũng tăng lên. Hiện nay, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng linh hoạt như có thể đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng. Số tiền người lao động bỏ ra bây giờ khi hết tuổi lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích rất lớn, nhất là chủ động về tài chính và được bảo vệ sức khỏe cho bản thân khi về già. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.